Rồi, chào mừng mọi người đến kênh Cam Passion Việt Nam. Hôm nay tiếp tục những cái series và giới thiệu địa điểm chăm sóc xe. Mình xin giới thiệu một địa điểm chăm sóc xe tại Phú Mỹ Hưng. Nay mới mang xe Porsche Cayenne đi chơi, trời mưa quá nên mang tới đây rửa. Thì chào anh. Chào Nghĩa, em rửa xe cho anh hả? Dạ. Ok, xe anh thì mới đi về nó cũng hơi dơ. Thì đi xe màu trắng là phải chăm sóc thật kỹ. Rồi xin em vui lòng chia sẻ những cái quy trình mà để làm đẹp một cái chiếc xe khi khách vừa mang tới. Dạ. Bên em trước tiên là bên em sẽ vệ sinh bên trong trước. Mọi thứ thường xe tới người ta rửa ngoài trước. Rồi xong rồi hút bụi sau. Thì bên em là Tại vì vệ sinh trong hút bụi trước. Dạ. Ok, rồi em phải nói lý do tại sao là phải tại mình cái khi mình vệ sinh mình xịt gió rồi này kia cho bụi rồi nó bay ra ngoài. Rồi, là mình sẽ hút lại là nó sẽ sạch luôn. Okay. Rồi xong khi sau cái quy trình mình xịt gió hút bụi xong là mình đóng cửa lại là hoàn toàn mình không đụng gì tới bên trong nữa hết. Cho nên là bụi bên ngoài thì không bay vào được. Khi mình rửa xong chiếc xe hoàn thành là nó sẽ sạch luôn. Thì nó không phải là bụi bặm đồ này kia nó phải bay vô ngược vô lại. Rồi, thì giờ là khi mà xe khách hàng vừa mang tới là bên em sẽ mở bụi, cửa, mở cửa, hút bụi trước. Nãy bên chỗ kia em thấy nó bé con nhà nó hơi dơ đó. Dạ. Thì em hút bụi kỹ cho anh bên kia nha. Dạ. Rồi hút bụi, xong rồi đóng cửa lại, xong rồi mới bắt đầu tiến hành rửa bên ngoài. Rửa xe. Dạ. Rồi, cảm ơn em nhiều. Thì ok, thì em tiếp tục công việc rửa xe của em để anh đi anh giới thiệu tiếp cái địa điểm này bên ngoài. Dạ, rồi, cảm ơn em nhiều nha. Vừa quan sát cái xe được rửa, vừa ngồi ngắm xe. Tuy không gian chỉ được để được khoảng 3 xe, nhưng mà đây là một cái địa điểm ngay tại Phú Mỹ Hưng mà nhiều người, rất là nhiều người chủ sở hữu ở khu vực Phú Mỹ Hưng đang sở hữu xe và họ có thể là mang xe đến dịch vụ workshop để rửa xe rất là tiện. Thì trong những ngày mùa mưa thì họ tìm kiếm một cái dịch vụ nào mà có thể là rửa xe thật nhanh, thì một cái xe rửa mất tầm khoảng 30 phút và đội ngũ dịch vụ là 4 người vừa làm nội thất, vừa rửa xịt gầm, vừa rửa mâm xe, kỳ cọ và chăm sóc xe rất là nhanh. Đấy, và ngoài ra mình ngồi xem xe rửa và có thể nhìn ngắm những chiếc xe đang được bán tại đây. Và mọi người cũng biết là địa điểm rửa xe này của anh Quốc Cường La là một trong những người kinh doanh mua bán xe cũ cao cấp rất có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là chiếc Mercedes G và đây là chiếc xe Bentley mua trần hai cửa, quá đẹp luôn. Thì anh em có nhu cầu mang xe đây trao đổi mua bán thì ngoài việc rửa xe cũng là cái nơi để mà trao đổi mua bán xe cao cấp tại Phú Mỹ Hưng. Địa chỉ 125-127 đường số 10 Phú Mỹ Hưng. Thì mọi người đang sống ở Phú Mỹ Hưng có thể mang xe đến đây vừa được rửa, vừa được ngắm nhìn những chiếc xe sang trọng cao cấp tại đây. Đây WhatsApp.
Rồi sau hơn chưa tới 30 phút là chiếc xe đã được rửa xong, vừa làm vệ sinh nội thất, ngoại thất, xịt gầm và rửa sạch các bánh mâm rất là đẹp. Đây, để mình kiểm tra xe một cái. Wow, rất là mới, rất là nhanh. Anh coi lại xe xíu nha. Dạ. Wow, tổng cộng là thời gian làm là chưa tới nửa tiếng, nhưng mà mất hết khoảng 4-5 người để rửa xe và làm vệ sinh cái này. Thì bộ chi phí hết nhiêu em? Dạ, tổng chi phí của mình là 180.000. Ok, rồi thôi ML. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Thôi, anh gửi 500 cà phê pháo em luôn nha. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn em nhiều.